giới thiệu trận thi đấu ạ. Ở nội dung thiếu niên trên 55 kg giữa hai đô Mạc Quang Huy Bắc Giang Khố Đỏ, Trần Văn Luyện Tuyên Quang Khố Xanh, hai đô vào giữa sới nghe trống xe đạp, hai đô quỳ giữa sới, hai đô xe đạp. Đây là hàng cân trên 55 kg, các đô từ 55 trở lên là được tham gia cái nội dung này, bởi vậy là các đô có thể chênh lệch về trọng lượng. Hai đô mời hai đô về bàn văn thư ký, về đây, về bài văn tổ chức. Mời hai đô quỳ giữa sới xe đài nạ. Hai đô bắt tay nhau, hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Ôi rồi rồi. Mời hai đô đứng giữa sới để công bố kết quả. Công bố kết quả ở lúc 0 phút 27 giây hiệp 1, đô Mạc Quang Huy Bắc Giang Khố Đỏ thắng cuộc.